Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ là ớt gạch đường nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình sử dụng đây là mình ớt gạch là 30 gạch 30 45 để mình dán cái phòng khách này. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình ớt như thế nào nha. Rồi thì cô chú anh chị và các bạn xem mình ốp gạch mà có hay có hữu ích để đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem và cho mình một like nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem công việc tiếp theo của mình làm nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.